Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình Thành Easy đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để thêm cho mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục và giới thiệu cho anh em một con rồng Legendary, một con rồng huyền thoại tiếp theo nữa. Con rồng này sẽ có 4 hệ, gồm có hệ Primer, hệ Sấm Sét, hệ Bóng Tối và hệ Vô Cực. Nó tên là Multi Dimension Dragon. Và chúng ta sẽ cho nó vào một cái môi trường nào đấy. Rồi, ok. Nhưng mà trước tiên ta sẽ phải đi lấy vàng đã, phải lấy coin đã anh em ạ, thì mới được. Rồi, chúng ta sẽ có full coin ngay bây giờ luôn thôi. Đó, cho vào đây anh em ơi. Cho vào đâu cũng được, Bóng Tối hoặc là hệ Vô Cực. Có lẽ mình sẽ cho hệ Vô Cực thì nó sẽ được nhiều tiền hơn. Dĩ nhiên, đó, nó là một trong hai con rồng mới nhất. Little Creaker là con rồng mới nhất và con Multi Dimension là con rồng mới thứ hai. Kính phết, 542 coin này. Và chúng ta sẽ xem về cái truyền thuyết của con rồng Multi Dimension này nha. Thì con rồng này, à đây à, có rồi anh em. Con rồng Multi Dimension Dragon nó sẽ kết nối tất cả những cái... Nó sẽ kết nối tất cả các vương quốc trong cái Dragonverse. Nó có thể định vị bất kỳ một con rồng nào theo lệnh. Và nếu như con rồng đang tìm kiếm một cuộc nghỉ ngơi thì trước tiên chúng nên thông báo với con rồng này. Nếu không sẽ có một cuộc tìm kiếm cái con rồng đó. Thì ra là vậy. Rồng này là rồng đa chiều Multi Dimension. Nó khả năng kết nối anh em ạ. Giống như kiểu là giáo sư X ấy, có khả năng tìm kiếm tất cả dị nhân. Rất là bá đạo luôn. Thế anh em nào muốn đặt tên là gì? Hãy comment ngay xuống dưới nhé. Trước tiên thì đặt tên cho cái con rồng hôm qua đã. Có gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Hình như là nó ở đâu đó đây này. Con rồng nữ hoàng hôm qua mình chưa đặt tên anh em ạ. Thì mình sẽ đặt tên theo cái comment của anh em ở trong này. Để xem nào. Có comment nào hay ho không? Em đặt là Shirahoshi, công chúa người cá. Biết rồi. Rồi, cái này mình biết. Nữ hoàng ngọc trai, nghe có vẻ là công chúa ngọc trai. Mình xem có cái comment nào hay ho không. Ngọc trai quý tộc này, thần ngọc trắng này, Atlantic Dragon, thì không hay lắm, Skui Skuiner, phong cách quý tộc vua ngọc trai. Con này là con đấy mà, con này là con nữ hoàng mà. Skuiner là con Pokemon đúng không? Đấy, kiểu như vậy. Mình có lẽ sẽ đặt là nữ hoàng ngọc trai, hay là công chúa ngọc trai. Công chúa ngọc trai nghe có vẻ là chuẩn. Thủy mã vương à? Ok. Chúa tể thủy tề. Rồi anh em, mình sẽ đặt tên đó là Shirahoshi nha. Công chúa ngọc trai, được đấy. Shirahoshi. Đấy. Không có đủ không nữa. Cách ra. Công chúa ngọc trai. Vẫn đủ anh em ạ. Mình nghĩ cái chữ này nó sẽ bị nó tràn ra ngoài đấy. Ok, ta phải đặt thế á. Đây là cái comment của bạn tên là Nguyễn Khánh Huyền nhé, con gái à. Con gái chơi Dragon City cả. Kinh phết nha. Rồi mình sẽ đặt tên của cái con rồng này là gì đây anh em? Hãy comment ngay xuống phía dưới nhé. Để mình sẽ lựa chọn trong tập kế tiếp. Đây, mình cho nó ăn lên đã. Nó đẹp như thế nào? Nó sẽ tạo ra một cái gì đấy. Tưởng tạo ra viên ngọc trai. Con này là con đa vũ trụ cơ mà. Liên kết với đa vũ trụ các kiểu cơ. Level 7 thì nó sẽ tiến hóa dạng 2. Dạng 1 thì nó khá là xấu. Dạng 2, dạng 3 mới đẹp cơ. Đây dạng 2 đấy chưa? Dạng 2 thay đổi hoàn toàn luôn. Nó cũng có 3 cái viên ở trên đầu. Là cái tiểu hành tinh thì phải đúng không? Không phải là ngọc trai đâu. 9 này, 10 này, 11. Chúng ta cho lên 10, level 15 luôn. Đây, level 14 này. Và đây sẽ level 15 của chúng ta. Đấy, thấy chưa? Bay xung quanh luôn. Wow. Đẹp chưa? Nó thì đam nó cũng khá là yếu thôi. Không quá khỏe. Và con này thì nó sẽ là hệ Primer đúng không? Legendary và Primer. Tiếp mình test luôn. Hôm qua mình đã có lấy thêm coin từ đây rồi. Khá nhiều coin anh em ạ. Hiện tại là chúng ta có thể đủ thoải mái mà đi con rồng kia. Hy vọng mình sẽ lấy được thêm một con rồng nữa. Đó chính là con rồng... con gì nhỉ?
Hy vọng là ta sẽ lấy thêm được một con rồng nữa trong này. Con rồng san hô. Con đấy cũng sẽ cần cho cái sự kiện là siêu tập rồng trong cái lần sau, nhưng mà không biết có được không nữa. À, lần trước mình hơi nhầm một chút là sau cái sự kiện này sẽ diễn ra một cái sự kiện 3 ngày nữa. Thì cuối tuần sau thì nó mới diễn ra sự kiện đua Heroic nha anh em. Anh em cứ đợi đi, kiểu gì sẽ tới thôi. Đấy. Vàng lắm thế nhờ, không có cái lấy tự động ta. Và vẫn có nhưng mà thôi, mình đã lấy đến cái bước này thì thôi, không cần phải lấy tự động đâu. Đấy, luôn. Không có cái lấy tự động thì nó hơi lâu một chút, nhưng không sao, vẫn lấy được. Rồi, ok, đã xong. Bây giờ mình sẽ vào trong này này, mình có bao nhiêu điểm đây? Mình có 862 điểm. Mình sẽ đi con này 2 bước. Một bước thôi, 475 này. Còn 387 coi thôi. Mình cần phải đánh luôn cái này anh em ạ, để nó kịp thời gian. 495 và bước cuối cùng là tầm khoảng là 600, chắc chắn nó sẽ kịp thôi. Không quá khó để lấy con Vupin Dragon này, một con rồng Legendary tiếp theo. Ở đây thì đi xây dựng tòa tháp, nhưng vấn đề là không được cái tòa tháp nào cả. Temporary quest của chúng ta sẽ là liên quan tới Electric và Off quest. Tập trung thì vẫn luyện cho con Pua thôi anh em, Legendary và con hệ Pua. Đây đây, áo giáp vàng tấn công luôn. Đấy, Mirai các kiểu, xong rồi đủ các thứ để chiến đấu. Áo giáp vàng này anh em, X3 lên tấn công nào. Dios tấn công, tấn công cái con rồng Pharaoh, Pharaoh Dragon. Tiếp tục là con gì đây, con 5k9 này. Có lửa không, đốt nó phát đi. Tấn công phát nữa này, 12.000 máu. Fufi Dragon 7.094 máu. Dios Thunder, Dios A các kiểu luôn. Tiếp tục là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần off quest 2 ngày và 8 tiếng này. Mình sẽ đổi sang con Legendary và Element, đó chính là hệ Pua áo giáp vàng này. Tấn công luôn. Yes, quá tuyệt. Dios Beam 27.000 máu. Thêm con rồng trái đất, ngày trái đất các kiểu. Chúng ta có chiêu anh à, có chiêu chiến binh đây. DSA 27.000 máu này. Và một chiêu cuối cùng thì làm kiểu gì bây giờ? Tấn công thôi. 14.000 máu đã xong. History này. Chúng ta chiến thắng rồi. Mở cái hòm này ra. Chúng ta xem người có cái con Mummy Dragon vãi trưởng. Ở đây thì ra có thể là recall con gì không? Hiện tại là không có. À không, summon chứ. Recall là kiểu tách mảnh ấy. Đấy. Double Electric này, còn rất là nhiều con này, có thể là gọi ra bớt đi cũng được. Mummy này, Hawaii này, Zephy này, Boulder có thể là tăng sao nó rồi đấy. Anh à, như chưa đủ. Kitsune cũng chưa đủ tăng sao đâu. Chenmu Station 103 hoàn toàn là có thể tăng sao à? Để tìa, xem nào. Empower đúng không? Chưa đủ. Nếu mà nó đủ thì sẽ hiện lên đây luôn này, những con Legendary ấy. Nếu mà đủ. Đấy, chưa đủ nha. Có rất là nhiều con có thể tăng sao nhưng mà toàn là Epic, toàn là C, toàn là ấy thôi. Mình có một con Destiny đúng không? Destiny mà sao ít thế nhỉ? Đây này, Vulcan 2 sao này, Kitsune thì sắp lên được rồi này. Snapper các kiểu đây, cả một đống luôn. Mammothus cũng 1 sao hết rồi đấy, ghê phết nhỉ. Rất nhiều con 1 sao nhá. Flame 1 sao kìa. Zephy cần thêm 20 cục nữa để lên được 1 sao và trở thành con rồng Heroic đầu tiên của mình lên được 1 sao. Được rồi, chúng ta sẽ lấy thêm một viên game này. 9 tiếng nữa thì mới có thể lấy thêm được một viên game. Mình sẽ vào trong cái phần Liquid Butter này, chiến đấu thêm 3 trận. Đáng lẽ là chiều nay lấy thêm được 5 game đấy. Chúng ta hơi bị lỗ rồi. Hôm qua mình không đánh 3 trận ở trong này nhỉ? Quên mất thì phải. Mình tắt bớt cái web đi cho đỡ nặng máy. Ok, tấn công anh em. Hệ vô cực không giết luôn được đâu, mình sẽ cần tấn công một phát này. Một chiêu 22.000. Canificia Dragon. Đây, vô cực đây, tấn công luôn. Tiêu diệt nó, 47.000 máu. Hai Mimic Dragon. Có chiêu này 45.000 à. Mình sẽ đổi swap sang. Đó. Tấn công 39.000. Ui, còn một tí máu này. Và chúng ta phải tiêu diệt nốt nó đã. Ui, sắp chết. Này này.
Còn con này nữa cơ mà, quên mất là con này nó cũng có hệ, cũng có cái hệ mà chúng ta cần phải khắc hệ nó để tiêu diệt nó luôn. Hơi điên nhỉ. 23.000 một chiêu nữa anh em. Tấn công 21.000 máu, một chiêu nữa thôi là nó sẽ chết rồi. Đấy, đã xong 2 Pixel Dragon. Chúng ta sẽ có 2 trận nữa ở trong cái phần Liquid Butter này. Cố gắng đánh lên 400 trận. Đúng rồi, chúng ta đã đạt cái con rồng thứ 500 rồi anh em, thấy không? Tiếp cho anh em xem nha. Chúng ta đạt đúng con rồng thứ 500 luôn. Rất là bá đạo. 45.000 máu, đấy, 56.962. Chúng ta sẽ có bóng tối, có ánh sáng, có bóng tối và có hệ lá ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ bị khắc hệ luôn nha. Hơi khó chịu một chút, không sao, tấn công thôi. 37.000 máu này. Con này sẽ là 54.813 máu. Không sao, mình tấn công thoải mái được. 39 nhỉ, tấn công nó. Ui, chết rồi, tôi sắp chết rồi anh em ơi. Này, này 23.000 máu này. Đã xong. Kiếm được 500 thức ăn nữa. Level 69 à. Con này sao? Con này thì là hệ Primer và chúng ta sẽ có hệ để khắc chế nó. Con này sao nhỉ? Con này thì là hệ thường, Gratus, Legendary và 4 sao đấy. Hai hệ. Khá là tốt nhỉ. Hệ Pua này. Con này mà cho vào trong cái trận chiến thì rất là bá luôn đấy. Nó là Legend đấy anh em ạ. Wow. Khỏe hơn con Epic hệ Pua của mình nhiều. Ui. Đánh trâu đấy cơ. Không có băng rồi. Có băng thì nó sẽ đỡ hơn. Từ từ mình sẽ đổ này sang một chút. Con này sắp chết rồi. Lý do là chúng ta cần đánh cái con 2 star này. Chết. Chưa chắc đan được đâu nha. Nó khắc hệ mình này. Thôi xong rồi. Xong rồi. Kiểu mày là phải xem quảng cáo hoặc dùng một game rồi anh em. Mất thời gian phải trưởng. Có lẽ mình sẽ xem quảng cáo đi. Đã tối một game. Quảng cáo tầm khoảng 15 giây rồi mà. Nó sẽ xong ngay bây giờ mà. Ok. 3 này, 2 này, 1 này. Kết thúc. May là quảng cáo này cũng nhanh. Mấy con này khỏe nhỉ. Cái con 35 này nó 4 sao này nó trâu quá. Thủ mắc trâu luôn đấy. Gần như chúng ta sẽ không thể nào mà đánh được nó. Bó tay luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong arena để xem đánh được trận nào hay không. Để mình quan sát xem. Ôi dồi. Chúng ta lên 12.200 rồi. Nhưng vấn đề là có lẽ là khó lấy cái hòm quá. Có tận 15 ngày nó mới kết thúc cái sự kiện này à? Hơi khó chơi nhỉ. 31 này. Epic này. Tốt rồi. Chúng ta có thể đánh được anh em ạ. Con này chỉ Epic thôi. Nó ngang với con Epic của chúng ta. Epic của chúng ta tầm 4 sao cơ. Khỏe hơn. Vẫn là khỏe hơn. Đấy. Vẫn khỏe hơn khoảng 9.000 máu cơ mà. 18.000 này. Ui. Lấy một chiêu khỏe thế à. Rồi. Chúng ta bắt buộc là phải đổi rồng thôi anh em ạ. Đấy. Đánh một phát mất 18.000 thì ai đánh với nó nữa. Kiểu này là mình sẽ mất một con rồng rồi. Rất có thể là ta sẽ mất một con rồng. Chúng ta có tăng cơ ở đây. Dồn đam thì không biết là có lên nổi không. Rất là khó lên đấy. Con này đánh mất khoảng 15.000. Và nó vẫn có thể trụ thêm được một đòn nữa. Ôi, có lẽ là mình sẽ chết mất một con anh em ạ. Mình không có hệ khắc. Điền thế nhờ. Bây giờ hy sinh con nào đây. Hơi khó nhờ. Dracon chăng. Có lẽ hy sinh Dracon tại vì nó yếu nhất trong hội mà. Bắt buộc hy sinh rồi. Người nào khác. Nhìn cái team này cứ tưởng là bình thường. Nhưng mà cũng ghê phết đấy. Máu nó tầm khoảng 30.000 đấy. Chẳng đùa được. Nhờ. Chúng ta thắng được trận đầu tiên nhờ. Mất Dracon rồi. Mất Dracon Dragon rồi. Mất Dracon thì chúng ta lại có con khác thôi. Vấn đề là team nó rất là khỏe. Toàn Legendary ở đây. Có lẽ là mình sẽ để một con để phòng thủ đó. Vũ trụ ở đây. Tạm thời đấy. Mình sẽ vào đi test mấy con rồng Legendary mới nhất của chúng ta ở trong cái phần challenge. Và tiện thể thì có thể luyện luôn cho con Dracon cũng được. Để cho nó lên cấp độ đó chính là A. Đây đây. 17 đây. Đánh thoải mái đi. Đội hiếm Legendary Element đó chính là hệ Pua. Một con này. Đội hiếm là Legendary. Hệ đó chính là Primer.
Primer thì hơi khó tìm. Đây. Vẫn ra được. Đó, nó đứng thứ tư hay thứ năm gì đấy thôi. Ok. Và chúng ta sẽ chiến đấu thôi. Hy vọng là chúng ta có thể tiêu diệt được nó. Đâu rồi? Night Forest Dragon. Mình sẽ chuyển sang con này để xem là nó hiệu ứng đánh như thế nào. Chiêu 2 này. Tạo ra cái gì đây? À, ở trên đầu sẽ xuất hiện một cái hành tinh và nó sẽ bắn sấm sét vào cái con này. Cái đấy rất giống hành tinh không? Hay giống cái quả cầu ánh sáng ấy, đúng hơn đấy nhỉ? Đây này anh em, thấy không? Đấy, thấy chưa? Bắn năng lượng vào đầu cái con rồng anh em ạ. Thử hết tất cả cái chiêu chứ, đúng không? Animation mới. Nhìn trông cơ thể nó cũng đẹp cơ. Ok, mình sẽ chuyển sang Dracon đi. Dracon có chiêu khắc hệ. Tấn công nó anh em ơi. Giết nó. Xong luôn. Xong ngay và luôn. Mình sẽ luyện thêm một số trận cho Dracon nữa đi. Phía dưới còn là mấy trận có thể đánh được. Thoải mái. Ok, bây giờ mình sẽ đánh ai đây? 25 này. 25 thì có lẽ sẽ vẫn đánh được. Và sẽ luyện để thêm một con ở đây nữa. Độ hiếm là Legendary và Element, đó chính là hệ pua. Đấy, đã xong. Mình đã cố gắng luyện cho con này lên cấp độ, đó chính là A. Xong rồi tính sau. Nó có tận 3 con. Và chúng ta thì thoải mái đi. Tiêu diệt nhanh. Hồng nhanh và tiêu diệt gọn. À đúng rồi, mình còn cho con hỏa đế chứ nhỉ. Hỏa đế hắc ám của mình đi luyện skill nhỉ. Hay luyện chưa xong thì phải đúng không? Lâu lắm rồi không thấy con đấy đâu cả. Con rồng nạn đói này. Hugger Dragon. Dios Crystal lên 13.000 máu. Đã xong. Chiến thắng này. Cái con rồng nạn đói này luyện mãi không xong đã. Xong rồi, từ bao giờ rồi này. Bó tay luôn. Không cho nó đi luyện tiếp. Đâu nhờ rồng nạn đói à. Đây đây đây. Warfish này. Đấy, học cho chiêu này anh em ạ. Hay chiêu này sẽ lên khoảng 99% đam, mất khoảng là 2 ngày nữa. Tiếp tục là luyện tập thôi. Rồi thì mình sẽ kết thúc mày nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.